Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn chật vật. Để cải thiện đời sống, chung tay bảo vệ môi trường, chị em phụ nữ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã có nhiều cách làm sáng tạo, tự cung cấp nguồn rau sạch phục vụ cho bữa ăn của gia đình. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của chị em phụ nữ trong các chi hội. Vốn làm nghề lao động chân tay, gia đình chị Trần Thị Thanh ở phường Hòa Thọ Đông gặp rất nhiều khó khăn trong mùa dịch COVID-19 này. Sự bấp bênh của công việc cũng khiến chị phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến việc chi tiêu trong gia đình. Từ lúc trồng thêm được rau xanh nơi con hẻm nhỏ này, chị Thanh và vài gia đình các chị em khác đã đỡ được phần nào tiền đi chợ hàng ngày. Không quá mất nhiều công sức mà tình làng nghĩa xóm lại thêm phần bền chặt. Mình vẫn không có cái diện tích rộng, nên ra là mình phải tận dụng các cái vỉa hè đồ dọn dẹp sạch sẽ rồi để trồng rau, là thứ nhất là để cho các trẻ em quanh đây người ta nấu cháo rồi ăn, rồi ví dụ có dư ra nhiều thì cho các nhà trẻ này rồi đó. Do diện tích nhỏ hẹp nên các chị tận dụng tất cả những chai nước thùng xốp để trồng rau. Cứ có thời gian rảnh là các chị lại ra vườn rau chăm sóc, tưới tắm. Không ai bảo ai, vườn rau cứ thế phát triển xanh tươi và trở thành như tài sản chung của cả con ngõ nhỏ. Những lúc mà đi làm về rảnh rỗi là ra đây có thể là mình tạo công việc, tạo một niềm vui cho mình. Nay là thích tham gia. Mô hình trồng rau sạch từ những vật dụng tái chế đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều chị em trong Hội Phụ Nữ phường Hòa Thọ Đông. Từ chỗ đáp ứng được nguồn cung rau sạch cho bữa cơm gia đình, các chị còn bán được rau để lấy quỹ giúp đỡ cho các chị em khó khăn khác. Trong dịch bệnh thì các chị là đều là thất nghiệp, thì cũng có một cái việc làm dù là rất là nhỏ nhưng mà cũng là có việc làm. Thu nhập thì không có bao nhiêu nhưng là cũng rất là vui, bởi vì là các chị không phải bỏ tiền ra mà mình vẫn có rau sạch ăn. Hơn nữa là làm sạch đẹp cái khu phố, khu hẻm của mình. Chỉ là những góc đường hay kiệt hẻm, thế nhưng lại có rất nhiều loại rau mọc lên như rau cải, mồng tơi, rau đầy và đủ các loại rau thơm, hành ngò. Chính sự nhiệt tình sáng tạo từ những bàn tay hay làm của các chị em phụ nữ ở cơ sở đã lan tỏa nhiều hơn những việc làm ý nghĩa vì môi trường sống an toàn, sạch đẹp.